Tiếp tục câu chuyện từ phần trước, sau khi Dennis trở thành một ma cà rồng thực thụ, Maeve quyết định chơi lớn một lần, thuê du thuyền, đưa tất cả già trẻ lớn bé trong nhà, đến thành phố Atlantis du lịch. Chuyện gì sẽ xảy ra trong chuyến hành trình này, các bạn hãy theo dõi ngay sau đây nhé. Ngược dòng thời gian, quay về Transylvania năm 1897, hội bạn quái vật cùng Dracula đang cải trang, để trà trộn trên một chuyến tàu hỏa. Đúng lúc này, một người đàn ông với cặp sừng bóng mượt và khẩu súng trên tay đạp cửa bước vào. Hắn tự giới thiệu mình là Abraham Van Helsing, đến từ gia đình có truyền thống ba đời giết quái vật, nên mọi người cứ yên tâm. Với kinh nghiệm cha ông truyền lại, hắn nhanh chóng tìm được phở danh Ken và rượt cả lũ chạy trên nóc tàu. Thấy không ổn, Dracula quyết định một mình đứng lại kìm chân Van Helsing, còn mấy đứa bạn bị ông đẩy bay xuống khu rừng bên dưới. Dracula biến thành một con chuột và dạy cho hắn bài học đầu tiên, làm người gặp khó khăn chướng ngại vật thì phải biết cúi đầu. Những ngày tháng sau đó là hành trình kẻ truy người chạy không ngừng nghỉ của cả hai. Van Helsing dùng cả thanh xuân để cố chứng minh thất bại là mẹ thành công, và cuối cùng cũng tìm ra đáp án cho câu hỏi tại sao nước biển lại mặn. Trở về thời điểm hiện tại, một lễ cưới đang được tổ chức ở khách sạn Transylvania thì bị chú cún cưng tinh cổ của Dennis xông vào quậy tanh bành. Tất nhiên là nó bị Dracula xích lại, còn hai đứa trẻ được nghe Maeve bắn giáp. Tiệc tối là thời gian cho các cặp đôi khiêu vũ. Ngài bá tước một thân một mình nên vô tình bị đút cho một đống cơm chó. Đang cảm thấy cô đơn thì một cô nàng xinh đẹp đến mời Dracula nhảy cùng. Ông cứ tưởng mùa xuân thứ hai của mình đã đến, mà khoan, có gì đó sai sai. Không hổ là em họ với cánh tay phải của phở danh Ken, ngài bá tước suýt nữa thì được cô ta đưa vào khoa chấn thương chỉnh hình của bệnh viện. Dracula trốn vào phòng lướt Tinder để tìm một người phù hợp với mình. Xem nào, quá nhiều mắt, quá ít mắt, không thích xúc tu, cô em phù thủy này tươi đấy, nhưng hóa ra lại là một cú lừa. Úm ba la tránh xa ta ra. Đúng lúc này, Maeve bước vào và thấy cha mình đang bận rộn quét dọn. Cô chợt nhận ra từ khi khách sạn mở cửa, thì ông chưa được nghỉ ngơi lấy một ngày. Chính bản thân Maeve cũng bận rộn với công việc và không có nhiều thời gian dành cho gia đình. Vì thế, cô quyết định chơi lớn một lần, mời tất cả anh em cô dì chú bác họ hàng hang hốc cùng nhau tham gia chuyến du lịch đầu tiên dành cho quái vật để xả xỉ chết. Đến cả chú chó tinh cổ cũng được Dennis lén mang theo. Đầu tiên là trải nghiệm chuyến bay của hãng hàng không Manta Airlines với sự phục vụ của đám quỷ lùn không biết làm chỉ giỏi phá. Sau cú hạ cánh thẳng góc 90 độ xuống biển, thì cuối cùng họ cũng an toàn đến tam giác quỷ Bermuda. Chiếc du thuyền hạng sang siêu to khổng lồ trước mặt là nơi mọi người ở trong chuyến du lịch này. Sau khi Dennis cải trang cho tinh cổ và chót lọt qua cửa kiểm tra, thì con tàu cũng nhổ neo ra khơi. Trên thuyền có đủ mọi tiện ích, phục vụ mọi nhu cầu của hành khách như chụp ảnh, bơi lội hay ăn uống. Sung sướng nhất là vợ chồng Weiner, sau khi ném cả trăm đứa trẻ cho khu vui chơi zone vừa chừng, cuối cùng họ cũng có thời gian riêng dành cho nhau. Chỉ có Dracula không hào hứng lắm, vì cho rằng ở đây chả có gì đặc biệt so với khách sạn của ông, biết thế tha ở nhà còn hơn. Nhưng chỉ một giây sau, mọi người đã nghe được tiếng tự vả mặt đôm đốp. Màn xuất hiện hào nhoáng này là của thuyền trưởng Ezika. Cô gửi lời chào tới mọi người bằng đủ thứ tiếng, kể cả ngôn ngữ quái vật, và giới thiệu về điểm cuối cùng của chuyến du lịch, thành phố thất lạc Atlantis. Dracula đã không thể nghe lọt tai bất cứ điều gì, vì ông đã trúng tiếng sét ái tình và tan chảy bởi vẻ ngoài xinh đẹp của Ezika. Khi cô nàng tới gần làm quen, ngài bá tước còn không thể nói được một từ ra hồn, khiến Maeve lo lắng tưởng cha mình bị bệnh. Griffin phải tạt rượu vào mặt rồi tát tới tấp, thì Dracula mới tỉnh táo lại. SOS, tôi đã dinh rồi bà con ơi. Trong khi ngài bá tước đang ngất ngây trong cơn say nắng, thì thuyền trưởng Ezika lén lút bước vào một thông đạo bí mật. Sau khi bước qua 7749 cánh cửa, cô đã gặp được người cụ cố của mình, Abraham Van Helsing. Sau hơn 100 năm, ông ta đã thay thế gần như toàn bộ cơ thể mình bằng máy móc để có thể sống sót và tiếp tục công cuộc săn lùng bá tước Dracula của mình. Sau khi rơi xuống biển, Van Helsing đã nhận ra con người không đủ sức mạnh để chiến đấu với ma cà rồng, nên đã dày công tìm kiếm một kế hoạch khác khả thi hơn. Và ông ta đã phát hiện ra sinh vật huyền thoại Dracula, thứ đã đánh chìm cả một thành phố, và công cụ để điều khiển nó. Thế nên, chuyến du lịch này mới được tổ chức với mục đích là dụ đám quái vật đến Atlantis, rồi lợi dụng Dracula tóm gọn cả lũ. Van Helsing không muốn rút dây động rừng, nên yêu cầu Ezika không được nhằm vào Dracula trước khi đến địa điểm chỉ định. Cô nàng cũng chỉ vâng dạ cho có, rồi vẫn làm theo ý mình. Nhưng dù sử dụng ra hết tất cả các thủ đoạn, thì Ezika vẫn không thể đụng đến một sợi tóc của Dracula, không biết là do cô quá tệ, hay ngài bá tước quá may nữa, người xui xẻo dính đòn liên tiếp lại là Blobby. Đang lúc Ezika làm nhảm phải có bằng được Dracula, thì mấy ông bạn thân nghe được và hiểu nhầm rằng, cô nàng đã đổ đứa đưa được ngài bá tước rồi, nên vội chạy đi báo tin. Vì mình quá thích cậu rồi, phải làm sao? Ezika tình cờ đi ngang qua nghe thấy cuộc trò chuyện của bốn người, nên lập tức bày ra một kế hoạch mới. Cô nàng mời Dracula ăn bữa tối lãng mạn dưới ánh nến. Ezika đổ vào bát xúc một đống tỏi, rồi nhét tới tấp vào mồm bá tước. Đúng là tấm chiếu chưa từng trải, nó không gây nguy hiểm gì cho ma cà rồng, mà chỉ khiến họ đau bụng thôi.
và bụng, không khí lãng mạn bị âm thanh vô duyên cắt ngang. Dracula Chaser không chịu thừa nhận là do mình, đã thế còn tỉnh bơ đổ tội cho Ezika. Hơn trăm năm rồi chưa hẹn hò, nên giờ ông chả khác gì trai tân lần đầu tiên làm chuyện ấy. Sự ngượng ngùng chỉ được gỡ bỏ khi cả hai trò chuyện về gia đình của bản thân, trong khi Dracula gà trống nuôi con, thì Ezika cũng chưa bao giờ được gặp mẹ của mình. Hai trái tim đồng cảm hướng về nhau thì bị Maeve cắt ngang. Trước đó ông đã lừa con gái lên đảo chơi để có thể hẹn hò thoải mái hơn. Nhưng đen cái là cô quay lại sớm và bắt quả tang tại trận. Dracula đành lấp liếm nói rằng đang bàn chuyện khách sạn với thuyền trưởng Ezika, mới chót lọt lừa qua cửa. Chắc kiếp trước ông là con luôn rồi, lẹo không chịu được. Ngày hôm sau, con tàu cuối cùng cũng đã đi đến thành phố Atlantis và chứng kiến một con bạch tuộc siêu to khổng lồ trồi lên mặt nước. Không đáng sợ như trong truyền thuyết, cờ ra cường biểu diễn một ca khúc tủ của bản thân để chào đón mọi người đến đây. Thành phố Atlantis này đã trở thành tụ điểm cho hội nghiện trò may rủi, gấp đôi đến chết. Thấy Ezika rón rén đi ra sau tấm rèm, Dracula ngay lập tức đuổi theo, mà không chú ý con gái của mình đã đứng đằng sau và nhìn thấy hết mọi việc. Sau khi vượt qua 9981 cánh cửa bí mật, cô đã tìm được vật mà cụ cố mong muốn. Quá hưng phấn, Ezika vô tình dẫm phải một cái bẫy, chiếc rìu sắc bén được phóng ra từ bức tường bên cạnh. May cho cô nàng là Dracula đã xuất hiện kịp thời để diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân. Khi được hỏi lý do có mặt ở đây, ngài bá tước chém gió rằng mình có khả năng nhìn trước tương lai và biết Ezika cần hỗ trợ. Cô nàng cũng nói dối vật trên kia là kho báu One Piece thất lạc của gia đình mình. Nhờ có sự giúp sức của Dracula, những cái bẫy bị vượt qua dễ dàng, cái xúc tu bằng đá nhanh chóng bị Ezika lấy được. Đúng lúc này, căn hầm bí mật cũng đã hoàn thành sứ mệnh và bắt đầu sụp đổ. Ngài bá tước lập tức sử dụng tuyệt chiêu lăng ba vi bộ để đem cô ra bên ngoài. Maeve đi đến thì vô tình chứng kiến cảnh Ezika đang cầm chiếc rìu đặt trên đầu bố mình, nên lập tức tấn công cô ta. Dracula đành phải ra mặt giải thích hiểu lầm, ông thích Ezika ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lại cô bị từ chối phũ phàng vì không muốn ở bên một con quái vật. Lúc này Ezika quay trở lại con tàu và đưa chiến lợi phẩm cho cụ cố đang chờ sẵn ở cửa. Mọi người đang tận hưởng buổi party thì tất cả bóng đèn bỗng dưng tắt phụt một cái. Van Helsing xuất hiện cùng cô cháu gái và tuyên bố sẽ xóa sổ toàn bộ quái vật. Chuyện tình của Dracula chưa kịp nhóm lửa đã nguội lạnh vì bị lừa dối. Trong bức tượng là một mảnh giấy cũ nát ghi lại bí kíp võ công thượng thừa, một bản nhạc có thể điều khiển cờ ra cừn. Con thủy quái xuất hiện với ánh mắt điên dại và nhe ra hàm răng cực kỳ sắc bén. Nó dùng xúc tu phá hủy mọi thứ trong tầm mắt, lối thoát duy nhất là cây cầu cũng không chịu nổi một đòn. Dracula định lao lên ngăn cản Van Helsing thì bị cờ ra cừn tóm được bóp nghẹt. Sức mạnh của ông không là gì so với con quái to lớn. Maeve muốn giúp nhưng cũng chịu chung số phận. Nhìn cảnh Dracula sắp bị hấp diêm bởi đống xúc tu, Ezika không thể đứng yên được nữa. Với sự trợ giúp của chú cún tinh cầu, cô nàng phóng đi như một quả tên lửa, nhắm thẳng vào mắt cờ ra cừn. Bị đánh đau, con quái liền thả Dracula đang bất tỉnh rơi tự do. May là Ezika còn kịp tóm lại tay của ngài bá tước. Cô thú nhận rằng mình đã lừa mọi người đến đây, nhưng sau một thời gian tiếp xúc, Ezika cũng đã có tình cảm với Dracula. Thấy thế, Van Helsing điên tiết ra lệnh cho cờ ra cừn tấn công cả cháu gái mình. May là ngài bá tước đã tỉnh lại và cứu cô lên. Sau một thời gian quan sát, Johnny nhận ra rằng con thủy quái đang được điều khiển bằng tiếng đàn của Van Helsing. Cậu quyết định sử dụng âm nhạc tích cực của mình để đánh bại thứ giai điệu xấu xa của lão ta. Giữa không gian hỗn loạn, một bài hát vui tươi vang lên, khiến tất cả quái vật kể cả cờ ra cừn đều nhún nhảy theo. Nhận ra điều đó, Van Helsing lại tiếp tục chơi chiêu mới, điều khiển con thủy quái tiếp tục tấn công và nuốt chửng cả hai người. Cứ tưởng pha này nghiệm chắc rồi, nhưng Johnny đã kịp lật bàn trong phút chót bằng một bài hát cực nhộn, khiến cờ ra cừn dạo dực thả hai người ra. Nơi đây đã trở thành sân khấu biểu diễn của DJ Johnny và dàn vũ công quái vật. Đến cả Van Helsing cũng không kìm lòng được mà đung đưa theo nhạc, rồi ngáo ngơ rớt luôn xuống dưới. May là Dracula đã kịp thời đuổi theo cứu được ông ta. Ân oán cả một đời người cuối cùng cũng được hóa giải bởi lời xin lỗi của Van Helsing. Mọi người chào tạm biệt cờ ra cừn và lên tàu trở về khách sạn Transylvania. Trước sự chứng kiến của đông đảo bạn bè người thân, Ezika đã đồng ý lời cầu hôn của Dracula. Sau hơn 100 năm, cuối cùng ngài bá tước cũng tìm được hạnh phúc thứ hai của mình. Bộ phim đến đây là kết thúc rồi. Các bạn hãy like và đăng ký kênh ủng hộ mình để cập nhật những diễn biến tiếp theo của phần 4 nhé.